hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động tại nơi làm việc. Trước khi đến nơi làm việc, 1. Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết cho thời gian làm việc như nước uống hợp vệ sinh và cốc uống dùng riêng, đảm bảo vệ sinh, khăn giấy, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn trên 60% nồng độ cồn khi không có điều kiện rửa tay bằng xà phòng trong quá trình làm việc, quần áo sử dụng riêng khi làm việc, túi đựng rác nếu cần. 2. Tự theo dõi sức khỏe, nếu có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở thì chủ động ở nhà, ký túc xá và thông báo cho đơn vị quản lý. Không được đi làm nếu đang trong thời gian cách ly y tế theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Tại nơi làm việc, 1. Rửa tay thường xuyên với xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn khi không có điều kiện rửa tay với xà phòng. Rửa tay tại các thời điểm trước khi vào làm việc, sau giờ nghỉ giải lao, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 2. Che kín mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc mặt trước khử tay để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp ra không khí. Bỏ khăn giấy che mũi miệng vào túi đóng kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay với xà phòng. 3. Không đưa tay lên mắt, mũi miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Nghiêm cấm hành vi khạc nhổ tại nơi làm việc. 4. Giữ ấm cơ thể, duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ thể, ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng. 5. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay tại nơi làm việc. 6. Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp. 7. Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc, khách hàng có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở thì bản thân hoặc hướng dẫn người cùng làm việc, khách hàng đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và phải báo cho người quản lý hoặc người làm công tác y tế tại nơi làm việc để thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 8. Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối với các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Kết thúc công việc, 1. Dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay bằng xà phòng. 2. Không mặc quần áo sử dụng khi làm việc về nhà, ký túc xá, để quần áo, vật dụng, đối với khẩu trang, găng tay sử dụng nhiều lần, đã sử dụng trong túi kín và giặt sạch sau mỗi ca làm việc.